bèo đơm bẩm đủ thứ để mình đi ra Võng Kiệt. Dạ em đánh lái vô đi. Đó. Đúng rồi, trả lại. Rồi các bạn, trái vào Võ Văn Kiệt. Rồi mình sẽ đi rước cái bạn kia nha các bạn. Rồi hello cả nhà nha. Thì hôm nay mình giờ này mới có 4 giờ mấy ha, 4 giờ 20. Mình qua rước bạn này rồi. Bây giờ hai này trò đi qua bên rước cái bạn kia để có một cái chuyến bổ túc ta lái thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ đi trên cái tuyến đường mới, cái tên tuyến đường là mình sẽ đi trái vào Võ Văn Kiệt. Mình sẽ đi trên cao tốc của Phan Thiết để mình lên quốc lộ 28 hoặc là 28B để mình có đi những cái chuyến đi chinh phục những cái đèo mới các bạn. Rồi các bạn nhớ đón xem nha. Thì các bạn mới mà thường giờ này thiệt, tôi nói giờ này tôi đang còn ngủ ngon lành luôn, giờ đi bắt bộ túc xe lái ổng cũng vậy. Nói về này, giờ này là bảo đảm chạy không có chuẩn đâu, còn xe ke các bạn ơi. Trời ơi, giờ này giờ uống nước. Rồi ok, chút xíu quẹo trái nha. Đó, đi theo anh đó là lên trên Đà Lạt luôn đó. Võ Lộc Đà Lạt luôn đó. Trời ơi, thật chất là ở ngoài đường là trời cũng tối lắm nha bạn, do cái cam mình nó sáng quá. Rồi em đi. Rồi em đạp cái nhẹ chút xíu. Mà xe đó nó không chịu mở xi nhan luôn, chán thiệt mấy ông đó, giờ mới nói mới nhắc mới mở. Đi theo xe đó. Đi tiếp Võ Văn Kiệt 5 km nữa. Đúng rồi, giữ đó cho thầy. Rồi đạp ga lên, đạp ga lên. Đúng rồi, thả lỏng cái tay đừng có gọc. Cái tay gọc cứng ngắt luôn mọi người. Giống như tập tạ luôn, đạp ga lên nữa. Rồi chuyển làn vô trong đi, mở xi nhanh phải mình chuyển làn vô trong. Lý do mình chạy chậm mà nghe không? Chạy chậm thì vô trong. Đó. Đường Nhãn Quê giờ này ta còn ngủ. Rồi em tắt xi nhanh. Nó lý do là các bạn bỏ lâu năm quá không lái hoặc là mới. Ủa em lâu năm chưa? Thả lỏng cái cửa. Năm mấy hai năm này về chưa có chạy đá rồi. Rồi 60 nha. Giảm tốc độ lại, gà thẳng lại cho thầy. Gà thẳng lại nữa. Đè chứ thẳng nữa, đè chứ không buông ha. Đó, giờ mới buông nè. Giờ thắng mà nó còn hở là mình buông, thấy chưa? Thắng lại nhiều xe mình còn hở với xe trước quá nhiều quá thì mình buông nhẹ chân thắng ra cái cho nó trôi lên, cái mình thắng cái nữa nó êm. Chứ đè mình đè luôn thì nó sẽ hơi bị khựng. Ok chưa? Yeah. Từ từ sẽ quen thôi, tại vì mình mới ha. Đó, đường hơi đông lại được các bạn ha. Cái đạp ga. Mình đi làm sao người mình ngồi giữa làn đường này luôn nè. Đó là đúng, nãy giờ em đi được cả ha. Nè thứ bảy các bạn, cuối tuần thì lượng xe người ta đi sớm, giờ này người ta đi du lịch nhiều lắm nè. Khung giờ này người ta đi nhiều lắm. Võ Văn Kiệt. Đi bên phải vào Võ Văn Kiệt vô đó là bị bắt luôn cái nha chị. Chị vô dồ. Trời ơi, chị vô kêu mình quẹo vô phải đi trong vô xe máy hồi nãy một lần rồi tôi không nói rồi. Mỗi khúc này bà kêu tôi đi trong đây, vô trong tuốt ở trong đây cũng là vô ngay chỗ dưới chân cầu của xe máy người ta đi. Chị vô dồ ác lắm, chị vô dồ nó có chút chị nhảy lại nè. Kêu vô đây nè bạn, kêu đi thẳng vô đây nè. Đó, giờ nó nhảy ra nè. Mà chút xíu cũng đi xong chạy lên đây cái đi bọc gà nè. Chị vô vô này ác lắm nè, coi nè. Bọc gà các bạn thấy không? Chị vô tàu tựa lưa. Đó. Đó, giờ nó nhảy ra hả? 600m nữa, đi theo lối ra quận 4. Ok, quận 4 chứ quận 4 gì. Bậy rồi. Nói cũng sai nữa. Nó, đừng nghe chị Vui rồi nói tao quận 4 kêu quận 4. Rồi ok, đi tiếp. Sáng sớm khẽ bà Google mà đừng, các bạn đừng có nghe nha. Rồi bà này bà cũng cà chớn cái giật đó. Rồi đi thẳng lên, có lúc đúng có lúc không nha. Cái chịu Vui dò này mệt. Rồi mở xi nhanh phải, mở xi nhanh phải, rồi giảm chân ga lại. Đó, ok, mình sẽ lên cầu, đi theo lối ra quận 4. Đó, đi thẳng lên luôn, trên cầu đó, đi lên cầu. Ừ, em đi thẳng lên, đạp ga lên. Còn dưới dạ cầu này là mình đi sẽ đi đi về quận nhất. Quận nhất là hướng bên trái, còn này là bên đây về hướng quận 4. Vào cầu Can Mét, các biển báo dành cho quận 4, đường Hoàng Diệu. Ừ, biết rồi. Đó, thấy không? Còn kia ở dưới kia dạ, dưới dạ cầu bên hông ngay chỗ con kênh đó, thấy không? Là mình đi phải vào cầu Can Mét, các biển báo dành cho quận 4, đường Hoàng Diệu. Quận 4 chứ không phải quận 4. Nói sai nữa rồi. Em đi đi. Ngó bên kia, ở đây trống rồi, ngó gì nữa. Rồi em đạp ga nhẹ. Ngó bên kia. Quan sát bên kia, đánh lái vô. Rồi. Ga lên. Ừ, ơi. Ở sau trống trơn à, em ngó kiến hậu hoài là cũng được, nữa, thấy không? Nhập vào Đoàn Văn Mơ. Rồi, biết rồi. Rồi đạp ga lên. Vậy là cuối đường về trái, thấy không? Lâu lâu liếc xuống cái màn hình nè, tập cho nó quen. Em mở xi nhanh trái ra đi. Trống thì mình qua bên trái, để mình nhập qua làng qua bên trái. Chứ không ai chạy trong. Văn Mơ, sau đó rẽ trái vào đường Hoàng Diệu. Rồi, gà thẳng lại. Rẽ trái vào đường Hoàng Diệu. Ok. Đó, nhiều khi các bạn mà nghe chị Vui Dồ nói á, cũng mệt lắm nha. Nhiều anh em mới á, nghe chị Vui Dồ nói là cũng bị phạt rồi. Rồi mình đi. Lúc trước cái đường cấm quay đầu mà bảo kêu tôi quay đầu, mọi người ơi, khổ nè. Rồi. 400m nữa, rẽ phải sau gà ác tiệm thuốc Bắc Bảy Hoàng Diệu. Ồ, phải vào Nguyễn Tất Thành. Gà ác tiệm thuốc Bắc, ha hồn, mọi người thấy hồn. Đang buồn ngủ mà, đang đói bụng nữa nè. Mà gà ác tiệm thuốc Bắc lấy gì chưa nói. Rồi đi thẳng cuối đường về phải đó. Rồi em đi tiếp. Rồi khi mình quẹo trái quẹo phải vậy, mình phải vô cái làn đường mà sát cái khúc quẹo à, mình đi nó dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển làn vô trong. Đúng rồi, đi xéo xéo vô, đi thẳng lên, đạp ga lên. Đúng rồi, đi theo chiếc taxi luôn. Rẽ phải sau gà ác tiệm thuốc Bắc Bảy Hoàng Diệu. Đó. Ở bên phải vào Nguyễn Tất Thành. Rồi, gà ác tiệm thuốc Bắc đâu? À, đây. Gà ác tiệm thuốc Bắc số 7. Nó để là mắt kính mình để gà ác mới chịu. Hồi trước đó, thầy giờ còn... Quán gà ác còn ở dưới nè. Còn đây mắt kiến nó không chịu, để mắt kiến nó để cái đồ ăn không mà đang đói bụng đó. Rồi. Đúng rồi, rồi em cái đánh lái vô. Rồi đạp ga lên. Đây, đi tiếp 2km nữa. Rồi em cứ đi thẳng lên. Nguyễn Thị Xíu, đường nhánh cầu Tân Thuận 2. Ok, chậm lại. Rồi. Xe máy thấy bàn ghê không? Đúng không? Đi buông thẳng ra. Đúng rồi. Nhớ cẩn thận, tối là càng bàn lắm. 300m nữa, rẽ phải vào hẻm 51. Ok. Rồi, Khúc này chuẩn bị quẹo vô nha, chậm lại nè. Rồi đi thẳng nữa. Rồi quẹo phải. Đi thẳng lên trên luôn. Đi lên trên luôn, lên trên luôn. Lên trên đây thôi này. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong xuôi, khi mình đã đón thêm một bạn nữa là mình sẽ xuất phát. Rồi ok, mình sẽ quay đầu lại, mình đi ra lên cầu Phú Mỹ ha. Di chuyển số chưa? Dạ rồi thầy. Rồi đâu mà rồi, trời lát ơi thiệt tình luôn hả? Cái đó ve rồi chị đó, đúng rồi chị D. Nhìn xuống đây trước nè ha. Chị D. Ồ, D là đi nha. Rồi hết lái qua. Đúng, quay đầu mở xe nhanh cháy. Ok, rồi từ từ cho xe người ta qua ha. Rồi hết lái qua. Đó, giờ này người ta mới báo thức là chuẩn bị dậy nè. Đó. Đó. Thấy chưa? Ta mới báo thức ngủ là vậy nè. Rồi. Thường báo thức 5:30. Đó. Check sang phải sau công ty trách nhiệm hữu hạn Luxury Watch Center chi nhánh Hồ Chí Minh. Đó, ở bên phải vào cầu Tân Thuận 2. Đó, mình đi là mình sẽ theo dựa theo Google. Ví dụ người nào không biết, bạn nào không biết thì mình sẽ dựa theo Google đi. Nhưng mà đừng có tin tưởng cái Google quá, mở xe nhanh trái ra. Bo cua ôm như cua giờ mình mở luôn nha. Rồi để xe mình phải, rồi nó qua thôi. Ở trong nó bàn như đúng rồi luôn. Rồi. Mình sẽ đi lên cầu Phú Mỹ ha. Rồi lên đó mở xe nhanh phải thôi. Ok. 82 tức rồi ta. Đây. Chắc ở sau là tôi thui luôn. Ồ, cùng tuổi luôn hả? Dữ. Nếu mà em làm giấy khai sinh là lớn hơn 81, ở trên 82. Tại người qua làm với cái lịch bị lệch. Tuổi tức luôn. Ok nha. Tiếp lo tập trung đường, còn chút xíu tâm sự sao. Rồi liếc bên trái luôn, mở xe nhanh trái ra cho thầy, mình ra làn chính nha. Ok, mình ra làn chính, rồi mình đi, mở xe nhanh trái, rồi đạp ga lên. Đó, mình đi ra làn chính ha, làn chính của mình là mình đi được 80, ở trong đây có 50 thôi. Ok, có thể chuyển làn ra làn giữa. Thêm 1 km dưới nữa. Rồi mở xi nhanh ra chuyển làn qua. Rồi taxi nhanh. Ok, mình sẽ lên cầu Phú Mỹ ha. Mở xi nhanh trái thì mình chuyển làn qua. Đúng rồi, trong thì mình chuyển. Đó, vẫn đạp ga nhẹ cho thầy, vẫn đạp ga. Các bạn mới thì còn thiếu sót nhiều lắm nha, ai cũng vậy. Đó, thứ nhất là buổi sáng sớm giờ này còn đang nướng nè, thấy không? Nó còn thiếu sót nhiều, không sao, từ từ sáng sớm gà gã lên tỉnh lên, thấy không? Xích qua ngoài chút xíu, lương nó còn xài, thấy không? 100 mét nữa, tránh sang trái vào cầu Phú Mỹ. Rồi, giảm lại chút xíu. Vậy là mình đi hướng bên trái chút xíu ha. Đi thẳng lên. Và mình coi, đặc biệt là mình phải coi cái biển báo trên đây hướng dẫn mình đi như thế nào. Mở xe nhanh phải vô chút xíu đi. Thôi đây cũng được, taxi nha. Rồi, ở đây thấy gì không? Cấm bẹo trái ha. Rồi các bạn muốn quẹo á, rồi ở đây mình nói luôn cái vấn đề ở đây nè các bạn. Em nhích lên chút xíu đi. Thường cái bảng báo này người ta sẽ đặt ở đâu? Ta sẽ đặt bên phải mới có hiệu lực. Còn đây đặt biển báo này, lý do người ta đặt ở đây là vấn đề ở đây là do xe này nó sẽ che khuất tầm nhìn thì người ta đặt ở đó. Thực chất là đi theo cái biển báo mũi tên thẳng, muốn quẹo thì các bạn phải vô làn trong. Ở đây chú ý giùm mình nha. Ở đây nhiều anh em đã bị dính nha. Đúng chưa? Đó. Rồi bây giờ nè, cầu Phú Mỹ là mình đi thẳng lên nè. Được chưa? Còn nếu mà 200 là mình sẽ đi về quốc lộ là Phú Mỹ nè. Đó, là mình đi thẳng chứ không phải là chích phe phải. Cái này bên trái đi thẳng lên luôn á ha. Tại bà đọc cái tùm la, các bạn đừng có tin tưởng cái bà chị vô dỗ của tôi nha. Bà chị vô dỗ của tôi là bà mệt mỏi lắm. Được chưa? Các bạn nhớ chú ý nha. Ở đây là thường thường cái biển báo sẽ đặt phía bên tay phải, nhưng lý do tại vì bên đây xe lớn nó nhiều, nó che khuất tầm nhìn các bạn, nên ta đặt bên trái có hiệu lực luôn nha bạn. Hiệu lực là nhờ cái này là mũi tên thẳng nè. Được chưa? Rồi đi. Các bạn học là thường thường là nằm bên tay phải mới có hiệu lực đúng không? Bây giờ người ta nằm trái luôn đó. Đó, thấy ghê không? Rồi đi thẳng lên. Đâu, Phan. Đi đây, đúng rồi, đi thẳng lên. Đó, đi thẳng lên, còn bên kia là về quận nhất nha các bạn. Nói chút xíu tôi gói luôn á, bà chị vô dầu này mệt thiệt bảo. Tiếp cầu Phú Mỹ 7 km nữa. Đó. Nên các bạn nhớ coi cái biển hướng dẫn màu xanh á, mũi tên ha, là các bạn đi. Rồi xuống hầm từ từ nha, từ từ xuống hầm thôi. Từ từ, đúng rồi. Ok. Rồi buông thẳng nha. Từ từ, đừng có từ quá. Đó, giống như đèo phải không? Ở đây là không có chuyển làng ha. Đó. Đúng rồi. Không được đèo vạch luôn. Gầu. Đạp ga nhẹ, ngó thẳng về phía trước, đừng có ngó gần quá. Đạp ga lên. Ok, nữa. Xuống thì giảm, lên thì đạp ga. Đúng rồi. Đó. Rồi chút xíu mình nhập làn ra bên trái ha. Mở xe nhìn trái dần dần ra đi. Đạp ra tiếp. Đúng rồi, đạp ra tiếp. Cái luồng kia nó đang. Đúng rồi. Đó, thấy không? Thấy xe tải nó lên không? Mình nhường cái lên nhập làn cho ta. Rồi taxi nhanh đạp ra tiếp. Nữa. Rồi các bạn sẽ bị chói đèn ha. Đạp ra tiếp. Chói đèn lắm, dễ khó chạy lắm các bạn. Nào, nếu mà các bạn đi sát bên cánh bên trái, thấy không? Nhưng mà thôi cũng tập luôn cho các bạn làm quen. Rồi trên cầu Phú Mỹ này tốc độ thì cho mình là chỉ có 60 thôi nha. Xe tải, xe kia là xe cồng là chỉ có 40 thôi, và có máy bắn tốc độ dưới chân cầu nữa, các bạn chú ý vấn đề này nha. Rồi nơi này chói không, nó mở đèn. À, lúc này chớp chớp mắt ha. Giờ, tắt hết rồi. Giờ này tắt hết rồi để tiết kiệm nhiên liệu. Đang thiếu điện. Đang thiếu điện, tháng nắng. Tắt bớt, tắt sớm chút xíu. Tắt trước nửa tiếng là cũng đỡ biết bao nhiêu. Rồi đạp ga lên. Bữa về Tân Phú ngang qua cầu gì mà cái lòng hồ Trị An nó hết cạn khô luôn. Cạn khô luôn, người ta nuôi cá đó mà. Cạn rồi nứt nẻ luôn. Cạn hết. Mấy cái chỗ mà chỉ nước biển hay còn xài còn được thôi, chứ mấy nước ngọt mà thua. Rồi đạp ra. Sông La Nga, ngay chỗ cầu La Nga cũng khô queo. Đó, Chị An. Bữa đi về Tân Phú Đồng Nai. Chạm lại chút xíu 60 à. Rồi hôm nay chút xíu mình sẽ có lộ trình mới nha. Mình sẽ đi cái hướng cao tốc gì. Đi đạp ra. Cao tốc Phan Thiết ha. Mình đi sẽ quốc lộ 28 nha. Có thể 28 hoặc là 28B. 28B thì đi đèo Lò Xo. Đèo Lò Xo, đèo Đại Ninh đó. Đi qua cao tốc Phan Thiết trải nghiệm luôn, nó xa hơn. Rồi mở xi nhanh phải, mở xi nhanh phải cho thầy đi. Rồi chuyển làn, vẫn đạp ga, vẫn đạp ga, đạp ga, lên, đạp ga lên. Trời ơi sáng sớm nó còn xe kia chưa ăn sáng cà phê gì hết, nó yếu rồi đó, làm cái cam của mình nó ngã luôn. Yếu xìu luôn. Taxi nhanh cho này. Đúng rồi. Ở đây thì mình được có 60 thôi à, không được đi hơn nha. Mày bắn ở dưới á. Chỉ sổ dốc có 40. Không, 40 là của công mình tải. Rồi đạp ra đi thì chỉ lại biển cho. Chứ xe mình sổ dốc 40 đâu được. Nha. Cái biển phụ nó quan trọng lắm. Mình phải coi cái biển phụ, em nhớ, tụi em nhớ coi cái biển phụ. Đó. Đây là chương trình phối hợp giữa hai bạn nha. Thì có mấy bạn cũng đăng ký rồi nhưng mà mình chưa phối hợp được. Lý do có bạn ở Tuốt cái dưới Đồng Nai. Rồi, thấy 40 không? Được. Xe tải, xe công không? Được. Được chưa? 60 là xe gì? Xe con và xe khách. 60 đúng không? Được. Chứ đâu phải đổ dốc 40 sao đổ được. Chết luôn á. Rồi đi đạp ga nhẹ coi. Có tại vì mình phối hợp là mình sẽ lựa chọn cái là cùng đường, cùng tuyến đường đi nó thuận tiện, chứ không phải là rước các bạn ở đây xong nhảy ra Tú qua Đồng Nai rồi rước các bạn xong hoành lên lại thì nó không được, thấy không? Gà thắng nhẹ cho thầy nên các bạn thông cảm nha. Rồi từ từ mình sẽ ghép lại. Còn các bạn là muốn đăng ký mà chạy một mình thì hình như là thứ 5 thứ 6 là mình có một bạn đăng ký chạy một mình á, hình như là ở quận mấy, để coi coi phối hợp không, buông thẳng ra. Đó, 40 là cũng là xe tải và xe công. Để mình sẽ coi kết hợp coi được hay không nha. Hình như bạn ấy đâu tao quên rồi, trời nhiều quá. Giờ buông thẳng ra đi, đạp ngay nhẹ chút xíu. Cái biển báo máy bắn nằm ở dưới kìa. Đó, thấy màu xanh xanh không? Đó, ai mà đỏ đỏ là hiểu rồi đó, thấy không? Rồi buông thẳng ra. Hiện biển số lên luôn. Đúng rồi, hiện biển số mình lên luôn mà. Đó, thấy quy nhận máy không? Nên tại sao mấy anh công anh đi đâu, đi nhanh đâu. Đó, rồi đạp ghế nhẹ. Thấy chưa? Cái biển hiển thị á. Rồi anh công vừa qua là anh dứt liền, thấy không? Bản thông tin phương tiện vi phạm tốc độ đó, đang nghe đi ớn không? Rồi đạp ga lên. Ok, cao tốc thẳng tiến. Chuyến này mình sẽ đi cao tốc Phan Thiết. Qua như Nha Trang cũng bắt đầu mở rồi. Đúng rồi, 19 rồi, đạp ga. Ga Vĩnh Hảo á. Mà còn đoạn giữa hình như chưa xong. Cái đoạn Cam Lâm Bình Hảo chưa xong. Đó, đó nhựa đường nha. Rồi đi qua liền. Nhựa đường bắn lên xe là vui lắm á. Phải kiếm cái chai tẩy nhựa đường. Bên trái trống không? Có làm đường không? Có. Không, đạp ga lên. Mở xi nhanh trái ra. Đạp ga lên, điều chân ga, mạnh dạn lên, men lì lên, cứng rắn lên. Tôi mua bò cụng lên cho mới được. Rồi tắt xe nhà đi thẳng lên luôn. Ok, đạp ga lên. Thấy đèn nó chiếu sáng không? Chiều sáng để chị thấy biển số dễ hơn. Đó, cái máy bắn nó nằm ở trong cái hộp nữa. Chờ mấy anh vô lấy hàng sao? Đó, anh Ben này anh bàn ghê không? Bàn khiếp thì. Đến thu phí nha mọi người. Đạp ra. Thường cái trạm thu phí là nó có hỗn hợp. Nó có cái gì? Làn hỗn hợp là mình sẽ vô trong đó, nó vừa mua vé luôn. Có tốc ở đây. Rồi đạp ra lên. mà mình vô thì nó không chịu mở đó, các bạn. Đó, làng thu phí hỗn hợp là vừa mua bằng tiền bên phải ha, nhưng mà bữa thầy vô cái nó đi từ từ không đi rồi điện, không đi từ từ thì cái cây nó sẽ vô cái kia. Rồi ở đây mở xe nhanh phải đi vô, rồi thầy chỉ cho đạp ga lên đi. Tại sao thầy kêu là mở xe nhanh phải đi vô? Nào, thầy có bạn vào cho phép đi vô. Được chưa? Nào không? Đi thẳng lên, đạp ga lên. Được cho phép mà. Đó, đúng rồi, đi, tắt xe nhanh. Đúng chưa? Tự nhiên mình tội tình vì mình đi bên kia nó chật cứng kìa. Bây giờ các bạn thấy không? Rõ ràng không? Ừ. Rồi, ok, mình đi thẳng luôn. Đó, coi chừng xe kia nó quẹo phải. Được chưa? Đúng không? Gà thắng lại bớt cho anh quẹo. Xe máy cũng ban dữ ha. Rồi buông thắng ra, anh đạp ga lên. Đúng rồi. Rồi mở xe nhanh trái ra. Đi thẳng luôn, cẩn thận luôn. Thẳng luôn. Tắt xe nha. Cứ đi thẳng vô tư. Tại vì sao cái nó biểu hiện là có hình xe con là mình đi vô đây được nha. Thấy không? Mình không cần ra đó, nếu mà bên đó nó đông quá thì mình sẽ vô đây, còn nếu mà bên đó vắng quá thì mình sẽ đi ra ngoài đó nha. Nhưng mà đây là mình tập luôn. Được chưa? Nhớ hạ cái tay xuống nha. Cái vở đưa qua bên tôi hoài à. Tôi lấy chai tôi xịt vô vậy. Đó, vẫn đi được đúng không? Đó, chừng nào nó cấm thì mình đi ra thôi. Hiểu chưa? Rồi đạp ga tiếp. Rồi nhớ cái biển báo nó có hướng dẫn mình ha. Rồi bây giờ mở xe nhanh trái ra nè. Rồi từ từ thôi. Đúng rồi, bây giờ nó xuống là nó không cho vô nữa nè, thấy không? Thấy chưa? Rồi từ từ mình đi thẳng đây cũng được. Rồi đi xéo lên kia, rồi đạp ga lên, đi theo xe 16 chỗ. Đó, ga lên luôn. Các bạn đi thẳng ở đây cũng được nhưng mà đường nó hơi xấu, các bạn lên cầu các bạn đi nó không có vướng cái dòng xiến. Thấy không? Đó, được chưa? Đi. Tại ở đây thì có cái cầu vượt đó qua một cái điểm dòng xiến. Đó, còn nếu các bạn mà đi ở trong ấy, cũng đi dưới cũng được, đi bên hông bên phải cũng được, nhưng mà có một cái là các bạn sẽ bị dướng dòng xíu, mà giờ này dướng gì đâu. Đó, đó đi bên đây sợ mấy ông công này. Trời ơi, đừng có né đó, thả lỏng ra. Đâu rồi né nó vô lương cũng vậy à. Rồi giữ khoảng cách. Lần đầu tiên mới làm chuyện ấy bạn ơi, nó không cảm nha. Rồi đi tiếp, đạp ga. Mà ông cũng gan lắm, lần đầu tiên ông chưa bổ túc tôi ngày nào đi đâu hết, hoặc là ôm lại kỹ năng lái ông dứt luôn Đà Lạt luôn. Tôi kẹp được hết. Nó Vũng Tàu gần quá đi Đà Lạt chiến như rồi. Ồ ghê không? Chưa mà học lái xe rồi chưa có chạy đá luôn nha các bạn. Rồi đó, học chưa có chạy đá là nó chạy. Hỏi có chạy đường trường không? Không, chạy trong sơ hình không à. Ôi trời ơi. Rồi đạp ga lên đi. Sao chạy trong nội thành trước cái đà. Mở cho nhanh phải. Vậy mới phiêu chứ. Nghiêng lái thả lỏng cái tay ra. Rồi em đạp ga lên. Đối với tôi là tôi kèm được hết á. Rồi em đạp ga lên nữa. Giờ tôi suối không à. Taxi nha. Đó, chạy không được thì tôi suối. Rồi nói tự nhiên nói vậy cái ông ở sau ổng quýu. Ông ở sau ổng quýu. Đó, nghe gà gái chưa? Rồi đó, đi khổ quá mà. Hôm qua có chốt một cái cho một bạn. Nó trò thôi thầy năn nỉ thầy thứ bảy chủ nhật đi lại. Nó thôi tháng sau luôn đi, tháng 6 luôn đi thầy. Thầy kính định luôn à? Đi Đà Lạt xong về cho tôi nghỉ một ngày đi, cũng chịu thôi, năn nỉ thầy. Rồi cuối cùng chốt luôn thứ bảy tuần sau nữa. Rồi đi tiếp. Rồi có một người đang đòi chủ nhật nữa. À, chủ nhật nữa là chắc tôi tiêu luôn, tôi giảm mỡ luôn mọi người ơi. Rồi, em đạp ra thả lỏng người kìa. mình đi cái giữa làn đường chứ không đi lấn làn đường nha. Đặc biệt nha các bạn mà đi với tôi, mà đi học lái xe với tôi á, thấy không? Đó, không biết ở sau thấy không, chắc cam rõ. Đi với tôi xong là bảo đảm luôn, mặt bớt mụn luôn này nọ, mất hết nếp nhăn luôn. Sao vậy thầy? Cười hoài. Đó. Đó, cái lên mà chửi người ta không được. Rồi đập gà lên. Đó, căng thẳng quá lái đâu được, đúng không? Ok, nhường chảnh ra nha. Đúng rồi, mình cứ đi thẳng mà mình nhường cho người ta là được. Rồi cam nó gõ. Rồi đi tiếp. Mở xi nhanh phải đi. Đúng rồi, mình vô đạp ra. Đừng nói anh bọc vô trong nữa nha. Rồi mình đạp ra lên, ok. Đạp ra. Anh tấp bên đó đó. Mua đồ hay gì nữa. Rồi đi thẳng luôn. Ok mọi người nha. Đó, nó tưng. Ừ. Nó tưng ở sau đụng đầu luôn á. Rồi mình đi thẳng lên nha. Qua đó mình sẽ đi vô cao tốc nha. Rồi đập ga nhẹ chút xíu. Nhớ cẩn thận hai bên. À, bớt rồi nữa nha. Tại vì mấy xe công này giờ có cái hầm chui Mỹ Thủy á, nó qua cũng đỡ, nó không có dướng. Trời, chậm lại. Ngó bên phải cho thầy. Rồi, tiếp tục đi. Đạp ga lên. Điều chân ga. Mình sẽ quẹo phải vô cao tốc nha. À, nhường cho anh đó luôn. Rồi, mở xi nhanh phải cho thầy. Mở xi nhanh. Rồi, vẫn đạp ga. Đạp ga theo. Đạp ga theo. Đúng rồi. Rồi, tốc độ này mà đi ra Đà Lạt chắc tối tới. Rồi, đạp ga theo luôn. Thao nữa. Đúng vậy. Cái đi vô bên đây luôn nha, nó nằm bên cánh phải luôn nha, mình để mình lên cao tốc nha, chứ mình đi chút xíu lộn nha. Các bạn lưu ý khúc này dễ bị lộn lắm các bạn. À, khúc này dễ bị lộn lắm. Bạn nào mà không biết là các bạn sẽ quẹo bên trái liền á, là về An Phú á, không? Rồi đạp ga nhẹ. Đúng rồi. Rồi, cứ để xi nhanh phải luôn. Đó, thấy không? Long Thành nè. À, phía phải luôn nha các bạn ha. Đó, An Phú ha, không? Có nhiều bạn là đi lộn rồi đó. Đó, đây mới đúng nha, Long Thành mới đúng nha. Đó. Ok, tiếp tục mình đi. Có nhiều bạn là quẹo vô là lộn ha, không? Bữa tôi cũng mém lộn. Chạy nhanh. Học viên chạy nhanh quá. Lo ngó xe công ở sau để xử lý. Ông bàn mém nó lộn mà phải cán bịch xương cá mới vô được. Rồi, đạp ga lên. Nữa, mạnh mẽ lên nè, mạnh mẽ lên coi, mạnh mẽ. Rồi chút xíu mình nhập làn ha. Thì ở đây lúc trước mình có nói cái vụ mà nhập làn rồi, mình đi trên làn chính thì mình nhường cho là cho anh em ta nhập làn lên ha. Các bạn nhập làn thì các bạn nhập làn cũng vậy, các bạn cũng phải nhập từng làn cho nào chống mới ra hết luôn, chứ không phải là ra một cái ào, thấy không? Rồi đạp ra lên thẳng đi theo xe công. Ở đây bạch xương cá nó mờ quá. Đá xi nhanh trái trước để báo hiệu cho người ta biết. Có đi theo cái xe công trước là được. Thấy không? Thấy bạch xương cá nó mất cái khúc xương kia, còn khúc xương trên đây. Đó, đi theo anh công luôn. Nhưng mà quan trọng là em ngó phía sau coi coi có xe không, không có thì mình nghiêng nhẹ qua. Tốt. Rồi, mình đi đây, nhập từng làn thôi, không có qua liền. Chừng nào bên trái trống nữa mình mới qua ha. Rồi trống chưa? Trống không? Trống. Rồi em chuyển qua, ngó trước. Đạp ga lên cho thầy. Đạp ga lên. Ok. Được chưa? Tắt xi nhan đi em. Rồi. Thôi mình sẽ xin kết thúc video clip ở đây. Chắc có ánh sáng rồi đó. Thấy khuôn mặt ở sau không? Hay là tốt vui đi. Rồi. Đó, ba thầy trò tôi là chiến đấu thôi mọi người ơi. Bye bye cả nhà nha. Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip tiếp theo. Thì tiếp theo sẽ có những cái phân đoạn hoặc là có cả những cái cung đường khác. Bye bye cả nhà, các bạn nhớ đón xem nha. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, cung đường mới Phan Thiết.